Xin chào quý bà con, ngày hôm nay Lê xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng của trái mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo nha. Đây là cái muối mít nè. Muối mít này là bên trung tâm cây giống để trong cái tủ lạnh á, mà để trên cái ngăn đá nên giờ đem ra thì nó hơi mềm hết bà con. Khi mà trái mít ruột đỏ sơ vàng á, mới tách ra ăn cái ruột nó rất là giòn. Nó rất là giòn luôn nha. Còn đây là cái chất lượng của trái đây. Trái mít này là khá là to. 14 kg rưỡi gần 15 kg luôn. Đó, 14 kg mấy gần 15 kg, 14 kg rưỡi. Nếu như mà mít loại 1 á, mà trái mít này là 14 kg rưỡi nè, là 1.450.000 nha bà con. Ngày hôm nay giá mít thu tại vườn rất là cao, nói về mít ruột đỏ sơ vàng nha. Giá thu tại vườn là 100.000 trên 1 kg đó, là mít loại 1. Còn mít loại 2 là 90.000 trên 1 kg, mít loại 3 là mít chợ là 30.000 trên 1 kg ha. Trái đó cũng khá là to, trái đó vô loại nhất rồi đó. Trái này nãy 12 kg rưỡi nè. Trái đó 12 kg rưỡi là 1.250.000. Trái này là 1.450.000 nữa. Là hai trái là 2.6 triệu, 2.7 triệu, hai trái mít mà 2.7 triệu. Cái hàng này là hàng đóng, hàng xuất khẩu. Hồi nãy anh ăn thử cái muối mít này chưa? Anh thấy nó sao? Mắc quá. Ăn nhiều quá chủ vườn rác ruột. Anh đây là chủ đầu tư hả bà con? Hôm nay anh đến vườn để xem chất lượng của trái như thế nào và lái thu như thế nào và chuẩn bị phân loại mít như thế nào. Thì ngày hôm nay bên trung tâm cây giống đi thu hoạch mít nè. Đây là cái bãi để chuẩn bị để đem mít vô, tại vì bên trung tâm cây giống cắt mít xong mà thải xuống cái mương giống như vậy nè. Mấy anh bơi xuồng đang lòi vô, giống như là đang vận chuyển vô á. Thì mấy cô chú anh chị ở đây đang chờ để xem cách phân loại mít như thế nào, có dễ hay không để anh chị về đầu tư ha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta nào muốn đầu tư về giống mít ruột đỏ sơ vàng này, giá trị hiện tại cũng khá là cao nha. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu trước, khi thứ nhất là chuẩn giống hay không nè, thứ hai là cách chăm sóc như thế nào, và cái thứ ba đầu ra có ổn định hay không. Thì bên trung tâm cây giống nè cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng, cách làm trái cho quý bà con chúng ta, và có liên kết đầu ra cho quý bà con chúng ta về giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo này nha. Giá thu cũng khá là cao ha, 100.000 một ký. À, hôm nay là ngày 15 tháng 2 âm lịch nha bà con, 2023, là giá thu tại vườn là 100.000 trên 1 kg đối với loại 1, loại 2 là 90, còn loại 3 là hàng chợ. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta có vườn cần bán trái thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly cũng đang cần cái nguồn hàng rất là nhiều để xuất khẩu á. Mít ruột đỏ sơ vàng hiện tại đang xuất khẩu rồi nha. Có nhiều anh chị quan tâm hỏi là mít ruột đỏ sơ vàng này có được xuất khẩu hay chưa? Xuất khẩu được hết rồi nha bà con. Đó, thị trường rất là rộng mở cho quý bà con chúng ta. Cây thật sự đáng trồng, thứ nhất là nhanh ra trái nè. Chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì chúng ta bắt đầu để trái bói được rồi, chúng ta làm trái được rồi. Cộng thêm 5 tháng rưỡi đến 6 tháng nữa thì chúng ta thu hoạch, thì 18 tháng đến 24 tháng thì chúng ta có thu. Mà mít ruột đỏ sơ vàng này nó sẽ ra trái chuyền ha, chúng ta làm trái chuyền nó sẽ ra trái chuyền. Cái vườn này của chú Đông là 900 cây nè, bên trung tâm cây giống đúng 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày thì sẽ vô cắt một lần. Giống như đợt trước cắt ngày mùng 4, hôm nay là ngày 15. Đó, 11 ngày thì Ly sẽ quay lại cắt một lần. Hôm nay cũng khá là nhiều quá bà con. Hôm nay chú bán là hơi bộn tiền á, ngày mùng 4 thì bên Ly cắt là 75.000. Hôm nay lên rồi, hôm nay lên 100.000 rồi. Đó, đây là chất lượng của trái đây ha, cân nặng của trái đây. Cái nguồn cây giống này thì bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống luôn. Đó, có hợp đồng chỉnh giống cho quý bà con chúng ta luôn ha. Đây là muối nè. Cái màu lên rất là đẹp. Khi mà còn sống. Ê, quay cái màu cơm. Đâu rồi? Cái này là chịu 250 nè. Đó, khi cái màu nó còn sống á thì nó sẽ màu giống như vậy thôi. Nó đỏ vừa thôi, nó không có đỏ đậm. Cắt còn đóng đi xa nữa ha bà con, nên không có cắt chín. Còn khi mà cái mít mà nó chín thì nó sẽ ra màu giống như vậy. Đó, cái màu giống như vậy nè. Để gần cho quý bà con chúng ta xem. Càng chín thì nó sẽ màu lên màu càng đẹp nha. Đó. Chúng ta mà lột ra để ngoài gió tí xíu nữa nó lên cái màu còn đẹp dữ nữa. Cái muối này là muối hàng dạt thôi, nên nó không có to, không có dài. Còn khi mà quý bà con chúng ta mà lột cái trái mà nó to giống như vậy nè, cái muối nó dài và nó dày lắm nha bà con. Mít ruột đỏ sơ vàng thì nó sẽ hạn chế được bệnh sơ đen nha, hạn chế lắm. Giống như khu vườn của chúng ta mà trồng bán trái tầm khoảng là một tấn đi ha, nó tầm khoảng là 3-4 trái thôi. Còn bị nứt thân xì mũ trên cây hầu như là không có luôn á, nó rất là hiếm luôn. Khi mà quý bà con chúng ta xài phân bón không tốt thôi. Nhưng mà tỷ lệ mà nuôi trái nè, giống như khu vườn này có một cây mới có 24 tháng thôi mà chú nuôi ha, năm trái ba trái ha, cây rất là nhỏ nhưng mà trái nó vẫn to, vẫn tròn, vẫn đẹp giống như vậy ha bà con. Còn khi mà tuổi thọ nó cao hơn, giống như là tầm khoảng 3 năm 5 năm thì cái trái nó còn to nữa.
cái trái nuôi trên cây nó còn nhiều nữa ha. Mấy anh cũng đang chuyển vô tới rồi kìa. Đó, mấy anh đang chuyển mít vô. Thì Ly sẽ phân loại cho quý bà con chúng ta dễ cập nhật ha, dễ tham khảo. Chuẩn bị đầu tư thì chúng ta cũng có biết được mít ruột đỏ, sơ vàng, lá bầu Indo, cách lấy trái như thế nào, có dễ hay không ha. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh nha, để Ly thực hiện video sau phân loại mít ruột đỏ, sơ vàng tại vườn, quý bà con chúng ta dễ cập nhật được ha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.